về thôi, chỉ khoe hương sắc giữa trắng muộn. Cánh hoa mộng manh trắng trong đến vô ngần, đẹp nhưng sao ngăn nguội vô thường. Mùi hương bay theo gió có vơi đến nơi phương xa vời vợi, tìm dùm một ngày hạnh phúc thôi. Vì sao dòng thơ mãi kêu đến đau thương vơi đầy trong tim, để giọt lệ buồn muốn kiếp hoa. Nắng dần lên đóa hoa cùng dần phai, còn lại cánh sơ xác dưới mái hiên. Những giọt sương đêm cũng tan dưới mặt trời. Vì sao hạnh phúc mãi trốn tìm? Em ráng lên lo cho bà nội. Chị với ông ngoại cúng cơm cho má vài ngày nữa rồi chị lên. Dù gì bây giờ cũng đâu còn gì nặng lòng ở trên đó. Hay là chị cứ ở lại đây với ông ngoại đi. Ừ, thằng Nông nó nói phải đó. Ừ, dạ. Còn bà Bao á, tuy là không có đùm bọc gì được tụi bay, nhưng mà dù gì á thì bà cũng là bà nội của tụi bay. Con cha bay coi như là đã không ra gì, thì bay ráng mà tha cha bay để mà lo cho bà nội. Tội nghiệp bà lắm các con mà. Dạ. Yeah. Số tiền này á là ngoại đã dành dụm bấy lâu nay, rồi cũng chỉ chờ gặp lại tụi bay để mà lo cho tụi bay. Má tụi bay vắng số, bay cầm cái số tiền này để mà trang trải cho việc học, học cho xong một cái nghề để mai mốt sống lương thiện với người ta. Nghe con. Giữ kỹ đi. Con cảm ơn ông ngoại. Con thưa ông ngoại con đi. Con đi. Tôi lên trước. Chị ở lại nhớ chăm sóc ông ngoại giùm tôi nha. Ừ, chị biết rồi. Ông ngoại con đi nha. Nâu. Ráng nghe con, học cho nó thành cái nghề. Thôi con đi ha. Con đi nha ông ngoại. Hương ơi, nhanh đi em. Dạ, chờ em một chút. Hương. Dạ. Em đem theo gà bên chi vậy? Em kho ít thịt với hộp vịt cho thằng em ở nhà ăn với bà nội. Em sợ mình đi như vậy hai người không có gì ăn hết. Trời ơi, em lo xa quá. Căng lắm là sáng mai mình lên tới nơi rồi. Thôi kệ,
tội nghiệp thằng Lem, mới tí tuổi đầu á, đã phải lo cho bà cố như vậy rồi. Em yên tâm đi, anh có nhờ dì ba chạy qua chạy lại lo cho hai bà cháu rồi. Em cũng đang tính như vậy đó, không ngờ anh cũng giống ý em. Thôi mình đi lẹ đi, để ba má thằng Ngôn chờ. Đi em. Thế ơi. Ủa. Tía, vợ chồng con mới về ha? Thưa tía, dạ. Con mới về ạ. À? Thôi ngồi uống trà con. Tía, thôi khỏi đi tía. Không chỉ vợ chồng con về đâu, mà còn... Ừ, vậy là còn ai nữa? Dạ, nhà mình có khách. Khách nào ạ? Dạ, ba má của thằng Ngôn, bạn của bé Thanh á, xuống gặp tía đó. Trời, có chuyện đó nữa hả? Dạ. Vậy rồi người ta đâu? Dạ, chú Thím với thằng Ngôn đang đứng ngoài hàng rào kìa. Ôi trời ơi, làm vậy đâu có được. Ai lại để khách đứng ngoài bờ rào? Con sợ tí không chấp thuận thôi. Coi, ai nói ra mời người ta vô đây. Dạ, con đi liền. Lẹ lên. Tí. Thanh đâu rồi tí? Chắc là nó đi ra ngoài mé sông rồi. Vậy con đi kiếm nó nha tí. Đi lẹ đi con. Dạ. Thanh ơi. Thanh ơi. Thanh. Chị Hương, chị mới xuống hả? Ừ. Chị xuống có chuyện gì không? Mà về nhà nhanh đi. Có thằng Ngôn với bà má nó xuống đó. Hả? Ông bà Tám Tiên á hả? Cái gì kỳ vậy, ông bà nào? Tại em quên. Thôi về nhà nhanh đi, còn thay đồ gặp người lớn nữa. Đi. Nè. Hả? Từ từ thôi, bầu bì mà chạy ao ao. Chạy đi, tôi có quên hoài à. Đi. Cũng thình lình dữ ha. Dạ. Sao Tâm mày không báo trước để tía chuẩn bị cho chu đáo hơn vậy con? Dạ, dạ, vợ chồng con đến như vậy á thì đúng là cũng hơi đường đột. Xin bác rộng lòng tha thứ cho vợ chồng con. Ôi, đâu có sao. Chú Thím cất công lặn lội tới đây là tụi vui lắm rồi. Dạ, ba cũng đừng qua khách sáo. Tụi con là nhà trai mà, dĩ nhiên là tụi con phải tới trước chứ. Ba, từ từ hãy nói. Thì ông nói đi. Dạ, là bữa nay tụi con xuống dưới này á là chuyện của tụi nhỏ đó. Dạ, thưa bác. Nhưng mà chuyện nọ chuyện kia, rồi gia cảnh của nhà anh Thanh, chắc chú Thím cũng tỏ tường hết rồi ha. Dạ. Dạ, tụi con chỉ là đáng tuổi con cháu của bác thôi. Dạ, bác kêu tụi con là ba má của thằng Ngôn là được rồi ạ. Ba má thằng Ngôn. Dạ. Dạ, sẵn tiện xuống thăm bác, vợ chồng con có chút lễ mọn. Dạ, mong bác nhận cho. Ngôn. Dạ. Đem qua đây con, đem quà qua đây. Thôi, uống nước đi. Dạ. Dạ, xin phép bác. Có bố lễ mới dữ à. Dạ, có chút lễ mọn đây, dạ con xin gửi bác ạ. Dạ, còn chuyện của cháu Thanh với thằng Ngôn nhà con á, thì con dạy cái mang. Trước tiên á, là vợ chồng con xin lỗi bác. Dạ. Vì đã không dạy dỗ con cái tới nơi tới chốn. Dạ. Tụi nhỏ, trẻ người non dạ, tôi biết rồi. Chú Thím cũng không muốn vậy. Nhưng bây giờ chuyện nó đã lỡ rồi. Mình làm cha làm mẹ, làm ông bà thì cũng phải tha thứ cho tụi nó. Đứa nhỏ nó cũng không có tội tình gì. Dạ. Dạ. Ngôn, mau xin lỗi ông ngoại đi con. Dạ. Dạ, con xin lỗi ông ngoại. Thanh, ra lẹ đi, người lớn chờ kìa, nhanh lên, đi. Thanh. Chào chú Thím. Dạ, con. Thanh, mau xin lỗi người lớn đi con.
Dạ. Con chào hai bác. Trước đây con không phải. Con xin hai bác tha thứ cho con. Con biết lỗi như vậy là được rồi. Mai mốt á, ráng chăm chỉ siêng năng. Rồi còn bổn phận làm mẹ nữa đó. Dạ. Dạ thưa bác, sẵn hôm nay á, vợ chồng con xin phép bác cho tụi con chọn ngày lành tháng tốt để hai nhà của mình làm cái lễ cho tụi nhỏ. Chú Thiêm thương con Thanh, nhận nó là con dâu rồi. Nhận con nó là cháu nội là tôi vui lắm rồi. Còn cái chuyện lễ lạc chắc chỉ để cho tụi nhỏ thắp nhang cho tổ tiên với má con Thanh. Dạ. Chơ tăng gia đang rối bời, còn Thanh thì đang bụng mang dạ chữa, rình rang quá cũng không có tiện. Dạ. Dạ, bác tính sao thì vợ chồng con nghe vậy ạ. Thôi, dạ, uống miếng nước đi. Dạ. Mời. Nè, vậy là khỏi sợ ế rồi nha. Không lẽ nó lén vô lò gạch làm chuyện bậy bạ này? Cuối cùng con Thanh yên ổn, cũng mừng cho nó. Thằng Nâu cũng đủ lớn khôn, với có cái nghề hớt tóc. Nó tuy nặng gánh phải thay ba nó chăm sóc cho bà nội, nhưng mà cũng còn tía là chỗ dựa tinh thần. Em chỉ tội nghiệp cho thằng Lem thôi. Em à, tụi mình ráng lo cho tụi nó học hành. Nếu nó có say mê môn wushu thì mình động viên nó theo con đường thể thao, anh nghĩ chắc cũng có tương lai. Nhưng còn ông Lô ba nó, dễ gì ổng chịu để mình lo lắng cho thằng Lem. Thằng đó đúng là con quỷ dữ mà. Em à, để mọi chuyện ổn ổn á, anh sẽ cùng em đi tìm người thân của em nha. Ừ, nhưng để em gặp chị Thu, để xin coi lại sợi dây chuyền có phải của em hay không. Dây chuyền gì? Trước giờ anh có nghe em nói đâu. Xưa giờ em với anh có bao nhiêu thời gian bên nhau mà không xảy ra sự cố đâu. Hết chuyện này tới chuyện khác, cho nên em chưa có dịp nói. Nhưng mà sợi dây chuyền đó là sao? Em nói cho anh nghe đi. Đó là sợi dây chuyền mà má nuôi để lại cho em. Đó là bằng chứng để em nhận lại người thân. Nó ra sao? Nó là sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt ông Phật bằng ngà. Hồi còn ở với ông Lơ em giấu kỹ lắm, nhưng mà sau đó bị ổng ăn cắp rồi đem bán đi mất. Có lần em thấy chị Thu có sợi dây chuyền hao hao giống vậy, nhưng em chưa kịp nhìn thì chỉ không cho coi nữa. Trời đất, thôi chết rồi. Vậy là con Thu nó đã gạt anh Hai Tranh rồi. Xí gà chuyện gì? Anh nói vậy là sao? Thì anh Hai Tranh nhận lại con Thu là sợi dây chuyền đó đó. Trời, thiệt vậy hả anh? Ừ. Trời đất ơi, sao từ trước giờ em không kể cho anh nghe chuyện này? Em đâu có biết là anh biết sợi dây chuyền đó đâu. Tại sao anh biết mà không nói cho em biết? Anh cũng đâu có biết sợi dây chuyền của con Thu là của em đâu. Rồi giờ tính sao hả anh? Bây giờ mình chạy qua tìm anh Hai Tranh đi. Đi em. Sao thằng Tình với thằng Lô đi chung với nhau? Tụi nó đi đâu ra ngoài này vậy ta?
ra là tụi bay. Ủa anh Hai Chanh, hóa ra những thứ dơ bẩn trong lò gạch của tao là do tụi bay để lại. Tao lôi đầu tụi bay lên công an xã mới được. Đi. Tụi bay đứng lại. Đứng lại. Thu, sợi dây chuyền của Hương đâu? Sợi dây chuyền gì? Mấy người bị điên hả? Chị Thu, tôi xin chị đó, chị trả lại cho tôi sợi dây chuyền đi. Mày điên hả? Nè, mấy người đừng có nghĩ là mấy người đông được tới đây nha. Giận cướp về la làng nha, la lên bây giờ đó. Thu, cô đừng có quá trơ trẽn nữa. Tôi đã biết hết sự thật rồi. Sợi dây chuyền đó là của Hương, bị thằng Lỡ ăn cắp rồi đem đi bán, rồi không biết lý do gì rơi vào tay của cô. Chính vì vậy mà tôi nhớ lần đầu cô làm rơi sợi dây chuyền, tôi lượm lại đưa lại cho cô, nhưng mà cô không có ấn tượng gì hết. Đó chính là câu trả lời. Hai người nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết á. Cô đừng có chối nữa. Chắc chắn là cô có âm mưu gì đó, cho nên nhào vô nhận đại làm em gái của anh Tranh. Đúng là quá trơ trẽn mà. Chị Thu, tôi xin chị đó, chị trả lại cho tôi. Thả ra, trả lại cho tôi đi. Thả ra, trả lại. Thu, chị Thu. Thu, chị Thu, đứng lại. Thu, Thu ơi, cái ba ơi, Thu ơi, em đâu rồi? Thu ơi, Thu, Thu ơi, anh Hai Tranh. Ủa mấy chú, mấy chú có chuyện gì vậy? Chúng tôi được lệnh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Thái Hòa và Trần Thị Thu đang lẩn trốn tại địa phương mình. Cái gì? Con Thu, Thu em gái tôi đó hả? Phải. Alo ơi, alo, alo ơi, Thu, lộ rồi, tụi mình lộ rồi. Cũng tại cái thằng anh Hai Hờ của em á. Không phải, thằng Tâm với con Hương nó biết chuyện, nó về đây kiếm em. Bây giờ mình phải làm sao hả? Thì trốn chứ sao. Trốn ở đâu bây giờ? Thu ơi, bà ba ơi, Thu ơi. Ông kêu kìa, vậy là ông chưa biết chuyện. Đi. Không được, ông thấy anh giao hàng rồi, bây giờ ló đầu ra là bị tó liền. Chứ bây giờ phải làm sao? Kiếm cái lò gạch nào, chạy vào trốn đỡ đi. Anh điên hả? Vô đó cho người ta thui mình luôn hả? Thằng Tịnh nói khu này bị bỏ hoang rồi, nghỉ đốt rồi. Đi, nhảy lên. Nguy hiểm lắm.
Nguy hiểm cái gì? Tốt hơn là bị tóm. Ráng ở trong hàng chút đi. Công an đi rồi mình rút. Sao tự nhiên khói đâu ra nhiều vậy? Chết mẹ. Không lẽ đóng cửa đốt gạch? Cái gì? Đốt gạch? Sao nói cái lò này bỏ quan? Thằng chó tình ngáo đá đó tụi bay tụi bà. Rồi bây giờ, bây giờ tính sao? Anh nói đi sao thoát ra khỏi chỗ này? Đừng cãi nữa. Anh bảo tìm đường đi. Để đi. Ông ta đang suy nghĩ được cách thôi. Tôi muốn chết thù trong này. Tôi muốn chết thù trong này đâu. Bắn người ta. Bắn người ta. Mày điên hả? Muốn chết hả? Là cái gì? Nếu muốn sống á, chỉ còn một nước, leo lên đó thôi. Lẹ đi, chần chừ ở đây một lát khói nhiều chết ngập trước khi chết cháy á. Mẹ ba ơi, Thu ơi, Thu ơi, Thu ơi, Thu. Anh Trân. Anh Hai Trân ơi. Anh Trân ơi. Anh Hai Trân. Anh Trân ơi. Anh Hai Trân ơi. Thu ơi. Xuống đây đi, Lâu. Xuống. Lâu. Mày buông em gái tao ra. Mày mày tránh ra. Nếu không á, tao ôm nó chết chùm á. Anh ơi. Bé ba, nghe lời anh đi. Ra đầu thú đi bé ba. Anh hai, đã quá muộn rồi. Anh để cho tụi em đi đi. Không được. Anh đã để mất em mười mấy năm nay rồi. Bây giờ anh không thể để mất em nữa. Anh không thể để em lao vào con đường chết nữa. Nhưng mà anh hai ơi, em sợ lắm. Em không muốn ngồi tù, em không muốn bị bắt. Thu à, hãy nghe lời anh nói. Em ngồi tù bao lâu, anh cũng sẽ lo lắng cho em. Còn cơ hội ngày nào, em cũng đừng có bỏ cuộc. Anh sẽ lo lắng cho em mà. Em hãy nhìn gương chị Hoa. Chị ta chết thảm như thế nào. Bé ba ơi, em có thấy không? Em nghe lời anh đi, bé ba. Anh hai. Mẹ anh ra. Nếu không em đánh xuống bây giờ. Đừng, không được. Mày không được làm bậy. Không. Buông ra. Không. Bé ba. Bé ba. Bé ba, em có sao không? Bé ba. Bé ba. Bé ba. Tỉnh lại đi em. Bé ba. Bé ba. Cô Thu, cô đã bị bắt vì tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về đây. Đề nghị cô theo chúng tôi về cơ quan hợp tác điều tra. Cho tôi một phút. Anh làm ơn cho anh em tôi một chút thời gian. Bé ba, nói đêm, nói đi. Có chuyện này em muốn nói với anh. Nói đi. Từ trước tới nay em đã gạt anh. Em, bé ba,
có phải là em gái của anh. Hả? Mà em của anh chính là Hương. Thu, em nói sao? Anh đã bất chấp mạng sống của mình để cứu em như vậy, đã là diễm phúc của cuộc đời em. Em biết là cuộc sống này vẫn còn tình thương. Em mong là anh với em của anh sớm ngày đoàn tụ. Ơi, em phải thành khẩn khai báo và cải tạo tốt thì em còn có cơ hội làm lại từ đầu Thu à. Thu, mời cô, đưa cô ấy đi. Bé ba, Hương, bé ba. Hương ơi, anh hai Trần ơi. Anh hai Trần ơi. Hương ơi đâu? Anh hai Trần ơi. Chị cho em hỏi có thấy anh Trần đâu không chị? Không, tôi không thấy. Hay chị cho em hỏi có thấy em Tranh không chị? Không thấy chú ơi. Dạ em cảm ơn anh hai ơi. Thôi Thu, anh hai Tranh ơi, anh hai ơi. Thu, không biết lò gạch đã xảy ra chuyện gì mà lại đổ nát như vậy nữa. Chết rồi anh hai. Anh hai của em. Anh hai. Anh hai ơi. Anh hai. Anh Tâm, sợi dây chuyền có đúng đó không? Đúng rồi. Như vậy là em tìm được anh hai em rồi. Vậy thì mừng quá. Chắc là Thu đã quăng lại ở đây rồi bỏ trốn. Mình phải nhanh chóng báo tin là cho anh hai Tranh biết thôi. Đi. Đi, đi anh. Đi. Anh hai. Bé ba. Bé ba. Hương ơi. Anh hai ơi.
Ba mẹ ơi, con đã tìm gặp được em gái con rồi ba mẹ ơi. Anh Hai. Mẹ ba. Anh Hai. Mẹ ba. Anh Hai. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Liên quan đến vụ án buôn bán và tiêu thụ chất ma túy của các bị cáo Nguyễn Văn Xuyên, Lê Thị Hành và Trần Thị Thu, riêng đối tượng Trần Văn Hồng với biệt danh là Rồng Hồng và bị cáo Huỳnh Văn Mèo, do tính chất nghiêm trọng và có tổ chức nên sẽ được xét xử ở một phiên tòa khác. Nay chủ tòa xin tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Xuyên và Trần Thị Thu nhận mức án 7 năm tù giam. Bị cáo Trần Thị Hành do bị lợi dụng và xúi dục, nhưng xét về gia cảnh đang là người giám hộ cho cháu Nguyễn Văn Lem và bà cụ Nguyễn Thị Bao đang bị bệnh bại liệt, nên tòa tuyên án bị cáo Hành được hưởng mức án 2 năm tù giam và 3 năm thử thách. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ba, ba ráng cải tạo tốt để được ra tù sớm nha. Thằng Nông nó còn con nít lắm, nó không gánh vác được gì đâu. Ba ráng cải tạo tốt, về sớm để con phụng dưỡng bà nội. Hai đứa tha lỗi cho ba. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Thay mặt ba chăm sóc cho bà nội nghe. Ba, má tha lỗi cho con nghe má. Bà nội, bà nội nhớ giữ gìn sức khỏe để mai mốt cùng nhờ má Hương dẫn vô thăm bà nội nha nội. Con nhớ chăm sóc bà cố nha con. Ở nhà ngoan nha con. Má ơi, má, con gửi lem cho má nha má. Nội, nội bình tĩnh đi nội. Dì ba, bình tĩnh đi. Anh Mèo đã hối cải và có công giúp công an phá án, chắc chắn sẽ được xem xét giảm nhẹ tội. Vì ba cũng đừng buồn quá nha dì. Mèo, vô trỏng có ăn uống gì được không con? Mà cứ yên tâm đi, con tự lo được. Ráng lao động tốt để được khoan hồng nghe con. Đừng có ngu dại lần nữa mà hối hận cả đời nghe con. Thôi mà cứ về nhà đi, mà nhớ giữ gìn sức khỏe. Mèo à, má xin lỗi con nha. Tại má, má có lỗi với con nhiều lắm mèo à.
Thưa cán bộ, đã lộn người. Có chuyện gì bà nói đi. Tôi cố tình tôi đến đây tôi thăm ông đó. Tôi có chuyện này tôi muốn nói với hai người. Mèo à, má xin lỗi. Bấy lâu nay ghen tuông, ích kỷ, cho nên má cố tình không cho con biết cha ruột của con là ai. Cho nên hai cha con mới gặp nhau trong hoàn cảnh này. Má đừng nói với tôi là ông ta. Bà hai người chính là cha con ruột. Trời ơi, sao lại oan nghiệt như vậy? Đã hết giờ thăm nuôi, đề nghị các phạm nhân trở về phòng. Xin lỗi ba. Không, không phải tại con. Lỗi của ba. Tha thứ cho ba nghe mèo. Hai người đang giữ gìn sức khỏe, ráng lao động tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời nha. Tôi chờ hai người ngoài này nha. Mèo. Mèo. Đâu? Ủa, chị Thanh anh ngon. Ừ. Nè, chị có mua trái cây với lại bông á, em cúng má 100 ngày nha. Dạ. Ủa, mà bà nội đâu? Sao nãy giờ chị không thấy vậy? Nội. Ủa, bà dạ. Nội. Nội khỏe nhiều chưa mà nội đi đâu vậy? Nội đi lo cái này cho chị em đây nè. Nhìn cái gì nữa, hộ khẩu đó. Mừng không? Hộ khẩu hả nội? Ừ. Phải đó, mấy tuần trước á, bà nội nói chị với anh Tâm đưa đến phường làm giấy tờ cho hai đứa. Giờ có rồi nè. Thiệt vậy hả nội? Sao không thiệt? Thiệt ra mỗi lần tính làm cho chị em bay thì là mà ngặt nổi thôi. Dù có muộn màng có cũng hơn không. Người ta nói méo mó có cũng hơn không. Dạ con cảm ơn nội. Con cảm ơn nội. Trời đất ơi, gì vậy? Ai làm cái gì mà đùng đùng cảnh vậy trời?
đừng có nói là hồn con qua còn nằm ngủ dương vấn ở trển nha. Tôi đi xin chung, chắc không đi với. Dạ, dạ. Vậy đấy.